Chào các bạn, mình rất là ngại quay cái hình ảnh của mình, bởi vì khi quay cái hình ảnh, cái hình nó cũng không được ăn ảnh cho lắm và cũng không được đẹp trai cho lắm, cho nên là cũng rất là ngại quay. Mà khi mà mình quay thì cái điện thoại nó lại không thu âm được cái giọng nói của mình, cho nên là mình lại thu âm một nẻo và quay hình ảnh một nẻo, cho nên là nhiều khi cái giọng nói nó cũng không khớp với cái hình ảnh. Hôm nay mình chia sẻ về cái kinh nghiệm mà đóng cái loa thùng, cái loa thùng cao cao đấy, thì là đó là mình đóng cách đây là khá lâu rồi. Không biết là đóng cách đây là mấy năm rồi, lâu lắm rồi. Và đóng là đóng một đôi luôn. Nó gồm có một loa bát, loa trung và một loa chép và một ống cửa sổ thoát hơi. Cái chỗ mà bịt ấy, là cái cửa sổ thoát hơi với lại là loa chép. Bên cái cửa sổ thoát hơi này còn thêm cái loa trung nữa này. Mình đóng cái loa này là nói chung là khá lớn, khá rộng và đóng bằng ván rất là dày. Bởi vì loa nguyên tắc thì là đóng ván là phải dày, ít nhất là 1,5 phân. Tí nữa mình sẽ đưa cái hình ảnh cái kích thước lên cho các bạn xem. Thì cái loa này mình đóng, bây giờ mình đo bằng găng tay thì cũng không nhớ là chính xác là bao nhiêu. Nó khoảng cao, nó khoảng độ 6-70 cm, rộng 50, sâu khoảng độ cũng phải được 50 đấy. Và cái loa thì cái cối loa bát này, thì là nó thì mình mua tất cả những cái loa này đều mua riêng hết. Và nó hay không là ở những cái thùng loa thì nó chỉ quyết định có một phần, quan trọng nhất nó vẫn là cái loa của các bạn, nó có ngon hay không. Loa ngon thì nó sẽ ngon, nó sẽ hát, nó sẽ hay. Và quan trọng là cái loa bát, nhiều khi cái vành loa nó cũng không quyết định được cái chất lượng của cái loa. Nhiều khi cái loa nó rất là bé nhưng mà nó lại mồm nó lại rất là to, rất là chất. Đặc biệt là những cái loa của Liên Xô thì ngày xưa những cái bộ S đập rất là tiếng, rất là chắc. Loa đó mới là những cái loa của Liên Xô, không biết nó chế tạo một cách nào đập tiếng nghe rất chắc. Hoặc là loa của Nhật, cái MB này, bên này là cái BMB, cái này là cái loa mua, nó cũng có một đôi, nhưng mà mình cất ở trong kho, nhưng mà ngại lôi ra hai cái lau chùi nó cũng mệt lắm. Thì cái BMB này nó có nhiều loại, loại xịn thì nó những hai mấy triệu một đôi. Loại bình thường thì nó chỉ có mấy triệu thôi, cho nên là cũng cái hình dáng và kiểu dáng và cái dáng vẻ như vậy, nhưng mà loại xịn của nó thì những hai mấy triệu một đôi cơ. Cái loa nào cái MB thì nó cũng thiết kế những hai cái cửa sổ và cái cửa sổ cái đó chính là cái ống thoát hơi, ống phản hồi của loa. Và tí nữa mình sẽ đưa cái hình ảnh lên mình nói cụ thể sau. Và mình đo cái ống này thì nó độ khoảng 20 cm. Thì bất kỳ một cái loa nào bây giờ nó thiết kế, nếu mà thiết kế theo kiểu chuẩn thì nó đều có cái cửa sổ để mà thoát hơi hết. Còn cái loa mà nó ngon hay không thì loa này thì cái MB thì nó có hai cái chép và một cái bát, duy nhất một cái bát thôi. Thì nó chất lượng là chất lượng ở cái hai cái bát vào một hai cái chép và một cái bát đó. Nó đập phải cái loa xịn thì nó nghe nó đập tiếng nó nặng, tiếng nó sâu và nó nặng trịch. Tiếng trống nó ra tiếng trống luôn, và cái tiếng trống nó có cái độ sâu của nó. Và cái tiếng chép thì nghe nó keng keng nghe rất là rõ, thì đó là loa xịn. Nghe như mình mà gõ bát đĩa ở ngoài thì đó là cái tiếng chép của nó là chuẩn và âm thanh trung thực.
Vì thế mình muốn nói một chút về loa cho các bạn, những ai mà có đam mê về loa thì mình cũng chia sẻ luôn một chút về cái cách chơi loa và cách đóng thùng. Thì cái về cái mặt nguyên tắc của loa thì cái khi mà đóng thùng loa thì cái thùng loa nó càng thể tích nó càng rộng thì âm trầm nó càng tốt. Tuy nhiên thì cái quan trọng đó vẫn là cái chất lượng loa của các bạn. Loa của bạn có phải là cái loại loa xịn hay không? Còn nếu mà cái loa của các bạn mà loa mà dởm mà các bạn bỏ vào cái thùng dù nó có đóng thiết kế tốt như thế nào thì chăng nữa thì nó cũng không hay. Còn cái loa của các bạn mà đã xịn rồi thì các bạn bỏ một cái thùng dù nó thiết kế không tốt nó vẫn cứ hay. Cái thùng nó chỉ quyết định một phần thôi. Nếu như loa tốt mà đóng thùng tốt thì tất nhiên thì nó sẽ tăng lên gấp bội lần. Ở đây mình đưa ra một cái mẫu thùng nó khoảng độ mẫu chung chung điển hình đóng cho cái loại loa bass có cái miệng loa là 25 cm. Thì các bạn mình đưa ra một cái mẫu thùng là có kích thước như vậy. Chiều rộng của nó thì là từ 31 cho đến 33 cm. Tùy theo là sở thích đóng theo cái ý thích mắt của các bạn. Cảm thấy là nếu mà nó đẹp mắt thì các bạn để nó rộng. Mà các bạn thích nó hẹp hơn thì các bạn hẹp xuống thấp nhất cũng chỉ là bét xem thì cũng phải là 29 phân nếu như đó là cái chiều rộng của cái mặt. Bởi vì cái loa nó đã mất mất 25 cm. Với lại hai bên thành ván các thứ linh tinh, nếu mà ván dày cho nên là cần phải có còn cái chỗ để mà trừ cái thành ván nữa. Mà cái ván dày những 2 phân thì cái loa 25 cm cộng với 2 phân là mất 4 cm nữa, thì bezel của các bạn đóng chiều rộng của nó cũng phải là 29 cm. Đó là cái tối thiểu. Có một cái điều quan trọng là nếu như các bạn muốn bớt chiều cao thì bớt, muốn bớt chiều rộng thì bớt, nhưng mà các bạn không được phép là bớt chiều sâu. Bởi vì cái chiều sâu của nó là theo như nhận định nó liên quan đến cái tiếng âm trầm của loa. Cái chiều sâu của nó tức là cái bề dày của cái thùng nó liên quan đến cái âm trầm của loa. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng như là cái trống cái và cái trống con, thì cái trống con nó kêu nó vẹt vẹt vẹt, nó ngắn nó không có chiều sâu thì kêu nó vẹt vẹt, còn cái trống cái thì nghe nó tung 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 là bởi vì cái trống cái nó có cái chiều sâu, nó có cái chiều dày chiều sâu cho nên cái âm thanh nó nghe nó tung tung sâu. Chính vì thế mà cái chiều sâu thì các bạn không được bớt, và tối thiểu thì cũng phải là 45 ưu tiên cho cái chiều sâu. Còn cái chiều cao hay cái chiều ngang các bạn có thể bớt nếu như các bạn muốn nhỏ gọn. Tất nhiên là cái thùng loa thì còn phụ thuộc vào cái công suất loa và cái kích cỡ của vành loa. Nếu như loa mà công suất loa ngon, công suất tốt, cái vành loa đó 25 cm thì các bạn đóng cái thùng tối thiểu nó cũng phải có dung tích là 55 dB/m. Và ở đây thì cái ống thoát thì nó quyết định đến cái ống thoát nó quyết định đến cái độ trầm của loa. Nếu như các bạn mà đóng thùng nó không được quá rộng quá thì các bạn sẽ phải thiết kế cái ống thoát nó dài hơn một chút. Tức là cái chiều dài của ống thoát và cái chiều rộng của ống thoát thì nó khoảng bằng 0,5 diện tích của loa, đó là nó xấp xỉ. Còn bình thường thì không cần thiết phải to bằng như vậy. Bình thường thì cứ lấy là khoảng độ rộng 10 cm là đạt yêu cầu, 8 đến 10 cm là có đường kính rộng 8 đến 10 cm là đạt yêu cầu. Còn cái chiều dài của cái ống thoát, chiều dài của ống thoát thì nó phải thì các bạn sẽ phải thay đổi theo cái cảm nhận. Về nguyên tắc thì càng dài thì càng sẽ càng cải thiện được cái thể tích của thùng loa cũng như là cải thiện được cái âm trầm của loa. Tuy nhiên
không được dài quá, bởi vì dài quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thể tích của loa. Còn cái ván mà các bạn đóng thùng loa thì các bạn sẽ phải đóng ít nhất từ 1,5 cm cho đến 2 cm. Cái độ dày của ván là phải từ 1,5 cho đến 2 cm. Tại sao lại phải đóng dày như vậy? Bởi vì khi mà các bạn đóng ván nó dày thì cái thùng nó sẽ trở nên cái vách nó, vách của loa nó trở nên là rất là chắc. Khi cái ván dày thì nó sẽ đạt yêu cầu và cái tiếng bass nó sẽ trở nên là chắc tiếng hơn là các bạn đóng cái ván mỏng. Bởi vì cái ván mỏng nó phập phào, nó sẽ không có cái tiếng bass trong và chắc như các bạn đóng một cái ván dày. Và cái ván các bạn nên đóng loại mùn cưa ép hay foil bào ép là tốt. Và khi các bạn gắn các cái vách lại với nhau thì ở đây có một điều yêu cầu là các bạn gánh các vách, khi gắn các vách lại với nhau là các bạn phải gắn thật chắc, thật sự là chắc bét, không có một tí gọi nào là gọi là rung động hết. Vừa vặn ốc, nếu như có mũi khoan khoan vặn ốc, vừa vặn ốc vừa dính keo là còn vặn ốc chắc kín và chắc cứng đét, càng vững chắc bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, bởi vì như vậy thì cái tiếng bass nó mới chắc nịch được. Bởi vì cái thùng loa là nó liên quan đến cái tiếng bass, tiếng trống, tiếng trống đập chắc nịch. Và ở trong thùng loa thì các bạn để một tấm dạ hay là một tấm len bông mút để là giảm bớt cái tiếng vang của cái loa ở phía trong thùng. Còn các bạn nếu mà không thiết kế cửa sổ thì bởi vì cái cửa sổ chính là cái ống thoát, thì nó có cái gọi là nó có sóng sóng âm phía sau màng loa nhiễu lên phía trước màng loa, nên các bạn phải làm cái cửa sổ đó, người ta gọi là cái sờ cửa sổ phản pha, để mà giảm bớt cái thể tích của cái thùng. Và cái cửa sổ đó, cái ống mà ống cửa sổ đó các bạn cũng sẽ phải để cái loại dày tối thiểu là 1,5 mm, tức là nó phải tương đối dày và phải vững chắc, và nó làm bằng nhựa hoặc là bằng thép cũng được, bởi vì nó liên quan đến cái tiếng trống đập. Ở đây là tiếng trống đập, khi nó đập tiếng đó trống nó có chắc hay không, nó có tròn trịa hay là chắc nịch hay không là do liên quan đến những cái thùng loa các bạn đóng chắc hay không, chắc và cái ống thoát có chắc hay không, có dày hay không, và cái vách loa các bạn đủ dày hay không. Càng dày càng chắc chắn thì cái tiếng trống nó sẽ càng gọn và càng chắc nịch. Còn nếu các bạn làm ván mỏng rồi lỏng lẻo thì cái tiếng trống nó sẽ phào phào và nó sẽ không chắc tiếng. Và không chắc tiếng thì mỗi người thì có một cái cảm nhận, bởi vì loa thì đó là do cái cảm nhận của đôi tai, không có một cái mốc đánh dấu hay là định vị nào hết. Mỗi người có một cái cảm nhận thẩm âm khác nhau, nó không có một cái mốc nào hay là một cái thước đo nào là gọi là cố định cả. Nhiều khi cái vành loa đó, tức là cái chiều rộng của loa, nó không quyết định đến được cái công suất của loa cũng như là cái độ tốt của loa. Cái vành loa thì nó chỉ là biểu trưng cho rằng là cái loa đó là loa là lớn, loa công suất to, là nó bảo rằng là cái loa đó là cái loa có âm trầm lớn, chỉ cái vành nó to chỉ quyết định thế thôi. Nhưng đôi khi cái vành nó không, cái miệng của cái loa nó không quyết định được, mà cái quyết định cái chất lượng âm thanh của cái loa đó chính là cái cục nam châm ở phía sau và cái cuộn dây. Cái cục nam châm của nó phải nói là cực xịn, cực mạnh thì nó đánh rất là ngon. Có nhiều cái loa đó nhìn rất là bình thường, nhìn thì nó rất là xấu mã, nhưng mà nó đánh âm thanh nó kêu rất, cái độ cân chỉnh gọi là chính xác đến từng mm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Có gì thì mình sẽ chia sẻ tiếp ở những cái bài tiếp theo.